Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính như sau. Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương, địa phương. Giai đoạn 2017-2022, tỉnh Lai Châu đã đưa được 673 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 43,41% so với giai đoạn 2011-2016. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương, địa phương. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 78 điểm cầu của các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương, địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh đối ngoại. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ ngành Trung ương, Quân khu, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các chiến lược, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, nhà nước về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về quốc phòng, quân sự, thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp quốc phòng an ninh đối ngoại. Sáng ngày 14 tháng 2, tại Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu Việc làm tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, phỏng vấn tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ lĩnh vực nông nghiệp thời hạn 5 tháng tại Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Thực hiện các công văn của tỉnh và của Sở Lao động về việc thông báo đăng ký tuyển chọn lao động đi làm việc tại thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp đợt 1 năm 2023, trong ngày 14 tháng 2, tại Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu Việc làm tỉnh đã tiếp nhận trên 170 hồ sơ đăng ký tham gia phỏng vấn để lựa chọn 25 lao động đi làm việc thời vụ lĩnh vực nông nghiệp thời hạn 5 tháng tại Gyeongsangbuk của Hàn Quốc. Sau khi được lựa chọn, các lao động sẽ được kiểm tra sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo cho việc quản lý người lao động. Cùng với đó, được Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu Việc làm tỉnh sẽ đào tạo tiếng Hàn, giáo dục định hướng, đảm bảo cung cấp cho người lao động những kỹ năng kiến thức cơ bản trước khi xuất cảnh. Có thể nói, trong thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm tới xuất khẩu lao động, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản. Thông qua việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thời vụ là một giải pháp quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững của tỉnh, từ đó nâng cao thu nhập và giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những nỗ lực trong việc chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thời gian qua công tác xuất khẩu lao động đang được các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh chú trọng. Đây được xem là hướng đi mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều năm quanh quẩn với vài sào ruộng cùng đàn gà, đàn vịt, gia đình ông Lò Văn Đanh ở bản Phiêng Tâm, xã Mường Qua, huyện Tân Uyên không tìm được hướng thoát nghèo. Năm 2014, được cán bộ Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh phổ biến về chương trình xuất khẩu lao động cùng một số chính sách ưu đãi hỗ trợ. Người con thứ hai của ông là Lò Văn Ún đã xin gia đình xuất ngoại với ước mơ thoát được nghèo. Thấy quyết tâm của con, ông đã vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền 20 triệu đồng cộng với số tiền của gia đình lo chi phí cho con đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Sau 2 năm sang Đài Loan làm việc, anh Ón không chỉ trả hết nợ ngân hàng mà còn dư ra số tiền 170 triệu gửi tiết kiệm. Thấy đi xuất khẩu lao động có hiệu quả, mà từ năm 2016 đến nay, lần lượt ba con trai của ông đều đi xuất khẩu lao động tại thị trường Đài Loan. Bốn đứa con là đi ba lứa là đi xuất khẩu lao động đi Đài Loan nên là cũng là mới một năm, đi hai năm là tiền nong thì được hơn 200 triệu.
Nhưng mà về nhà thì nó gửi cho bố mẹ, xong là bố mẹ này sắm sửa cái nhà, gọi đầu tư vào ruộng này, nương chè, đấy cũng khá giả tí, cũng đủ ăn. Từ năm 2017 đến hết năm 2022, tỉnh đã thẩm định và ban hành văn bản giới thiệu 63 doanh nghiệp vào địa phương tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó có 22 doanh nghiệp đã và đang thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo Xuất khẩu Lao động các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo Xuất khẩu Lao động các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tuyên truyền tư vấn tuyển chọn lao động. 30 doanh nghiệp trực tiếp phối hợp với Ban Chỉ đạo Xuất khẩu Lao động các huyện, thành phố tuyên truyền tư vấn tuyển chọn lao động. 11 doanh nghiệp đang trong giai đoạn thống nhất kế hoạch tuyên truyền với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Thì sau khi được cấp phép của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lai Châu thì chúng tôi sẽ kết hợp cùng với là Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, Phòng Lao động các huyện xã địa phương và sẽ tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tổ chức các cuộc họp để tư vấn tuyên truyền đến bà con việc đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Và sau khi có người đăng ký thì chúng tôi sẽ đưa người lao động đi làm các thủ tục giấy tờ và đưa về tổng công ty tại Hà Nội để đào tạo và sau đấy hoàn thành giấy tờ, thủ tục để đưa các bạn sang Đài Loan làm việc. Và đồng thời khi chúng tôi đưa người lao động đi ra khỏi địa phương để xuống Hà Nội để làm các thủ tục giấy tờ cần thiết thì chúng tôi sẽ có báo cáo danh sách về Ủy ban Nhân dân các xã, Ủy ban Nhân dân huyện và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lai Châu, đồng thời là Sở Lao động Thương binh tỉnh Lai Châu. Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh đã đưa được 673 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 43,41% so với giai đoạn 2011-2016. Riêng 9 tháng đầu năm 2022 là 215 người, tập trung chủ yếu ở các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Các địa phương như là Phong Thổ, Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên là những địa phương có nhiều lao động đi xuất khẩu lao động, đa phần thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Công tác xuất khẩu lao động cũng đã góp phần giúp tỉnh giảm sức ép về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời tăng thu ngoại tệ cho địa phương. Trung bình mỗi năm, lượng kiều hối mà người lao động gửi về khoảng hơn 30 tỷ đồng, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn được nâng cao tay nghề, tiếp thu được công nghệ sản xuất mới, phương pháp quản lý tiên tiến, được rèn luyện tác phong và kỷ luật lao động công nghiệp. Một số lao động sau khi về nước đã biết áp dụng kiến thức, học được, sử dụng nguồn vốn hợp lý để đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thông qua cái công tác xuất khẩu lao động này thì đã giúp cho các cái hộ gia đình mà đi xuất khẩu, tham gia xuất khẩu, thay đổi cuộc sống, đã xây cất được cái ngôi nhà khang trang đẹp, thế và mua sắm được cái thiết bị đắt tiền như là xe máy, tivi, tủ lạnh để phục vụ cho cuộc sống và gia đình của họ, thế và giúp cho con cái của họ có tâm thế phấn khởi để tiếp bước tới trường và giúp cho gia đình họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc và giúp cho thay đổi cái diện mạo của quê hương, bản làng của họ khang trang sạch đẹp. Thời gian tới, để đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động, ngoài việc tập trung nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động, tỉnh cũng sẽ quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Cùng với đó, tích cực hơn nữa trong việc chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để người dân có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác xuất khẩu lao động. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 đang mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Nậm Nhùn nói riêng. Từ khi Nghị định 28 được ban hành, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Nhùn tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo quyết liệt việc ra soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng. Đường tuyên truyền hướng dẫn về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số trong xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn đã đến với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Nhùn để vay vốn. Trong đó chủ yếu là nguồn vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất và cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề.
Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, xã Nậm Hàng đã có 40 hộ gia đình được vay vốn theo Nghị định 28 của Chính phủ với số tiền là 3 tỷ 645 triệu đồng. Hộ gia đình tôi trước kia điều kiện cũng khó khăn, tôi mới nghĩ ra được thông qua hội nông dân vay được 50 triệu để đi mua được hai con trâu. Bây giờ vay từ năm 2021, bây giờ sang năm 2022, gia đình tôi con trâu đã đẻ ra con B. Thế là tương lai sẽ nuôi để phát triển kinh tế và cho con cháu đi học. Từ khi Nghị định 28 được ban hành, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Nhùn đã tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để tuyên truyền hướng dẫn về chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân. Bên cạnh Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Nhùn, chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo quyết liệt việc ra soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng. Đã tham mưu cho thường trực huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân về cái công tác phân bổ vốn, chuyển đổi nguồn vốn theo nghị định 28. Chính là các hội nhân dân thì đến thời điểm này thì phòng dịch cũng đã triển khai cho vay theo nghị định 28 với số tiền là 18 tỷ 500 triệu. Và cụ thể thì bà con nhân dân thì cũng đã được thụ hưởng nguồn vốn này, phát huy được cái nguồn vốn. Thì qua kiểm tra thì các hộ vay được vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, đời sống bà con nhân dân được nâng lên, kinh tế thì phát triển. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, huyện Nậm Nhùn có 213 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn theo Nghị định 28 với số tiền trên 18 tỷ 600 triệu đồng. Có thể thấy rằng, việc triển khai thêm chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị định 28 giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có thêm động lực để nâng cao đời sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh là chủ đề của Ngày hội Thiếu nhi bảo vệ môi trường. Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh được Đoàn phường Tân Phong phối hợp cùng với Trường Trung học Cơ sở Tân Phong triển khai thực hiện. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường học tập, môi trường sống, sáng, xanh, sạch đẹp. Ô nhiễm rác thải nhựa hay còn gọi là ô nhiễm trắng đang trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu và được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai thế giới sau biến đổi khí hậu. Xác định vai trò của thanh niên trong bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên phường Tân Phong đã phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Tân Phong tổ chức điểm Ngày hội Thiếu nhi bảo vệ môi trường, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đã thu hút được đông đảo các em học sinh, cán bộ giáo viên hưởng ứng và đạt kết quả đáng ghi nhận. Chương trình Ngày hội Thiếu nhi bảo vệ môi trường, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh ngày hôm nay là chương trình đầu tiên làm điểm do Ban chấp hành Đoàn phường Tân Phong thực hiện tại Trường Trung học Cơ sở Tân Phong. Và qua chương trình ngày hôm nay thì Ban chấp hành Đoàn phường là sẽ mong là rút ra được những kinh nghiệm cũng như là tiếp tục nhân rộng cái mô hình này không chỉ ở các địa bàn, các đơn vị trường học trên địa bàn mà có thể là cả các tổ dân phố. Thì qua cái chương trình này thì Ban chấp hành Đoàn phường là mong muốn là nêu cao tinh thần nhận thức cũng như là cái ý thức trách nhiệm của các bạn học sinh ngay từ những cái việc làm nhỏ nhặt nhất hàng ngày, ví dụ như là bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng rác thải nhựa hay là dùng những cái sản phẩm, dùng những cái rác thải nhựa để chúng ta tái chế thành những sản phẩm mà phục vụ cho cuộc sống hàng ngày cũng như là phục vụ cho môi trường học tập, để nâng cao ý thức là bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa cho các em học sinh trên địa bàn phường. Qua phát động, nhà trường đã thu được 152 kg lon các loại, 28 kg nhựa, 381 kg giấy vụn và 8 kg sắt để đổi lấy trên 300 cây tiểu cảnh, cây xanh, các loại giao cho từng lớp đặt tại hành lang để trang trí và trồng tại khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, các em học sinh còn sử dụng rác thải để tái chế thành những bộ trang phục đẹp mắt trình diễn tại ngày hội hay những mô hình STEM được các em ghép tỉ mỉ và nguyên liệu 100% từ rác thải nhựa. Trong thời gian từ trước Tết ấy, là nhà trường cũng chi đoàn nhà trường thì phối hợp với lại đoàn phường để tổ chức cái hoạt động chương trình là đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Thì nhà trường đã phát động tới tất cả các học sinh của các lớp tham gia hưởng ứng tích cực và thực hiện được rất là tốt cái phong trào này. Để nhân rộng các cái phong trào này thì nhà trường vẫn tiếp tục duy trì và phát triển để học sinh có cái môi trường học tập mà
đảm bảo được cái môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp và an toàn cho học sinh, đồng thời là nhân rộng ra để góp phần xây dựng khu phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố nói chung cũng như là phường Tân Phong nói riêng. Nhà trường khi tổ chức hoạt động này thì được các bạn học sinh trong toàn trường vô cùng ủng hộ. Các bạn đã thực hiện ngay từ việc làm nhỏ đầu tiên, đó chính là nhặt rác thải xung quanh, gom rác thải nhựa và đi nhặt các chai nhựa mà mọi người đã vứt rác ở bên ngoài lề đường không đúng quy định. Và các bạn đã mang những kết quả là những chai lon nhựa, những rác thải, những tấm giấy vụn đấy để đến đây với ngày hôm nay để có thể đổi đến những cây xanh này chính là những mầm non. Những cây xanh này sau khi lớn lên chúng sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ được chúng cung cấp cho oxy, môi trường chúng ta sẽ trở nên ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đây là một ngày hội rất thiết thực và hôm nay cháu rất vui bởi vì có thể đại diện các bạn học sinh có thể giới thiệu cho mọi người biết về các sản phẩm STEM mà chúng cháu đã làm. Ví dụ như là mô hình rất thiết thực, có thể là những chai lọ đã được vẽ lên để trang trí ứng dụng trong môn văn, những ống hút nhựa đã được tái chế lại thành những lọ hoa rất là đẹp. Và sau ngày hội này cháu đã có những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Sau cháu vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi các bạn và cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chúng cháu mong muốn môi trường xung quanh chúng ta sẽ ngày càng trở lên trong xanh, sạch, đẹp. Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh là chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đoàn viên thanh niên, đội viên về bảo vệ môi trường. Không chỉ giảm thiểu việc vứt rác thải ra môi trường, chương trình còn tích cực phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh. Thời gian tới, đoàn phường Tân Phong sẽ duy trì và nhân rộng chương trình này, từ đó đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên thanh niên, đội viên trong toàn phường. Thưa quý vị, mùa Valentine năm nay, thị trường quà tặng khá phong phú về các loại sản phẩm, mẫu mã. Dạo quanh thành phố Lai Châu, các cửa hàng kinh doanh bày bán các sản phẩm quà tặng ngày lễ tình nhân rất bắt mắt. Tuy sức mua trầm lắng so với mọi năm, nhưng các sản phẩm quà tặng năm nay phong phú hơn, đẹp mắt hơn và độc đáo hơn, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn. Vào ngày lễ tình nhân, món quà truyền thống, chocolate được nhiều cửa hàng bày bán, có những loại làm thủ công và có những loại ngoại nhập. Những sản phẩm chocolate khá phong phú đa dạng về mẫu mã. Tại cửa hàng Bánh Pháp Thành Nam, phục vụ nhu cầu mua quà tặng, cửa hàng đã làm ra nhiều mẫu mã như chocolate trái tim màu đen truyền thống, màu trắng, màu hồng và độc đáo hơn là mô hình ngôi nhà hạnh phúc bằng chocolate. Ngoài ra còn có các loại bánh gato trang trí đẹp mắt để khách hàng lựa chọn tặng trong ngày lễ tình nhân. Valentine năm nay thì cửa hàng có cho ra mắt các dòng sản phẩm sô-cô-la khác nhau với các dòng bánh gato sô-cô-la hình trái tim, rồi các mẫu mã. Khách hàng có thể là chọn mẫu khác nhau tùy khách hàng. Ví dụ như là có mẫu mã của khách ngoài mà ví dụ muốn làm theo thì cửa hàng có phục vụ và làm theo ý yêu cầu của khách. Nhìn chung thị trường ngày Valentine tiêu thụ nhiều hoa hồng, khách hàng quan tâm đến các mẫu hoa có thiết kế độc đáo. Tại cửa hàng Kinh Đô Hoa, các lẵng hoa tròn hay chữ nhật bằng gỗ được thiết kế kết hợp với các loại hoa nhí, tạo bố cục đẹp mắt. Ngoài ra, cửa hàng còn thiết kế lẵng hoa baby, hoa mẫu đơn, giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của chủ cửa hàng, năm nay thị trường hoa chỉ tiêu thụ được khoảng 1.000 bông hoa, giảm so với năm trước. Cửa hàng tiêu thụ từ 2.000 đến 4.000 bông. Sức mùa trầm lắng, song hình thức, điện hoa lại được nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự tiện ích. Để phục vụ cho ngày 14 tháng 2 thì bên em đã nhập hoa từ hôm 12, chủ yếu là những hoa hồng đỏ. Và em có nhập những hoa màu khác về để cắm kèm theo, ví dụ như màu đơn và những hoa hồng màu vàng và những hoa hồng màu kem. Hiện tại bây giờ thì mình đang làm theo yêu cầu của khách hàng. Do là hôm nay là những ngày làm việc nên mình đã nhận đơn theo online, mình có thể toàn là những đơn ship ạ. Ngoài các món quà truyền thống trong ngày lễ tình nhân, các món quà handmade cũng đã được nhiều khách hàng lựa chọn và đặt mua. Các giỏ quà hoa quả nhập ngoại như là cherry, dâu tây nhập khẩu Hàn Quốc có giá dao động trung bình từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng. Đây cũng là món quà thiết thực được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Những ngày này, các mặt hàng như là mỹ phẩm, nước hoa cũng được nhiều người tiêu dùng hướng đến để mua tặng người thương, tùy vào thương hiệu món quà cũng sẽ có giá cả phù hợp với khả năng chi tiêu của khách hàng. Thì cái ngày 14 tháng 2 này thì em cũng muốn tặng một món quà cho mẹ với lại bạn thân của em. Đấy là món quà sô-cô-la để gửi gắm
cái tình yêu đến với mẹ và bạn của em thôi. Em cũng nghĩ là bây giờ là thiết thực nhất vẫn là sô-cô-la hoặc hoa thôi. Thì cái đấy là ý nghĩa nhất thôi. Em cũng chưa đi xem nhiều nhưng mà em thấy sản phẩm ở đây thì cũng đa dạng. Với lại mùi hương thì thơm, xong rồi bắt mắt và rất đẹp ạ. Valentine năm nay rơi vào ngày làm việc nên việc mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng không nhộn nhịp so với mọi năm. Nhưng trên trang trực tuyến qua website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử lại sôi động hơn mọi năm. Qua thị trường quà tặng Valentine không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn là cách nâng cao chất lượng sản phẩm qua hình thức bán lẻ. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Lai Châu vừa triệu tập 5 cá nhân liên quan đến sự việc chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Theo đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 năm 2023 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, Sùng Tiến Sĩ điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 25B181029 chở theo Ngô Tuấn Tú và Đinh Nhật Thành. Đi bên cạnh là Nguyễn Bá Kiên điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát 25AA05171, tháo biển số, tháo lõi giảm thanh, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại di động ghi hình việc bốc đầu xe của Sùng Tiến Sĩ. Sau đó đổi chỗ cho Đinh Nhật Thành và Ngô Tuấn Tú sang xe 25B181029 cho Sùng Tiến Sĩ điều khiển để tiếp tục bốc đầu xe. Hai xe mô tô tiếp tục đi vào đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu để đón thêm Phạm Quang Hà điều khiển xe gắn máy 25AA05171, mục đích để ghi hình cho Sùng Tiến Sĩ và Ngô Bá Kiên bốc đầu xe từ bưu điện tỉnh Lai Châu đến kho bạc nhà nước tỉnh thêm 2 vòng nữa rồi mới giải tán. Sự việc trên đã và đang tạo một dư luận xấu trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Việc phát hiện nhắc nhở và xử lý kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thành phố Lai Châu đối với các cá nhân và các đơn vị nhà trường, phụ huynh học sinh sẽ là phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp tai nạn giao thông do lứa tuổi vị thành niên gây ra. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Uyên có 6 đợt thiên tai xảy ra gây thiệt hại tổn thất lớn về người tài sản, cơ sở hạ tầng như nhà cửa, hoa màu, nông nghiệp, vật nuôi của nhân dân trên địa bàn. Trong đó một người bị lũ cuốn trôi, có 4 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại 2,44 ha cây cối hoa màu, chết 5 con gia súc, 200 m2 ao bị vỡ bờ, 18 tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng, 5 công trình thủy lợi bị hư hỏng đầu mối và thiệt hại một số tài sản khác. Dự báo tình hình thời tiết trong năm 2023 tiếp tục có những diễn biến thất thường, nhất là thời điểm tháng 3 và tháng 4, nguy cơ xảy ra các trận mưa dông, gió lốc, mưa đá, sấm sét với cường độ lớn. Trước tình hình đó, huyện Tân Uyên đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự chủ động phòng tránh thiên tai của người dân, nhất là đối với các gia đình đang sinh sống tại các sườn núi ven sông suối có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét cao. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực của địa phương để thực hiện đề án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai trước mùa mưa bão. Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cũng sẽ thường xuyên bám sát cơ sở để có những cảnh báo khi thời tiết nguy hiểm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại với nội dung của thông tin vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.